Nhảy lên, nhảy lên. Có động tĩnh gì không? Dạ không. Mọi người phải đặc biệt chú ý, chỉ cần phát hiện tình huống không ổn phải lập tức bẩm báo ngay. Dạ. Đại nhân sợ hãi rồi. Không sao, trai lại để cho mọi người phải vất vả. Đại nhân nặng lời rồi. Bọn thuộc hạ bảo vệ an toàn của đại nhân là trách nhiệm mà. Đại nhân, tôi thích khách dùng khăn che mặt, nhưng mà ngoài Vũ Tiến ra không có người khác. Nhất định là Vũ Tiến. Triển hộ vệ từng cho thuộc hạ cầm thanh trường đao đó. Mai là người đến chỉ có Vũ Tiến. Nếu như Thẩm Nhượng cũng đến đây. Thẩm Nhượng không đến đâu. Sao đại nhân biết hắn không đến đây? Thẩm Nhượng biết bổn phụ không có chứng cứ, không thể xử hắn. Hơn nữa, tuy hắn đã xem thường Dương Pháp, tội không thể tha, nhưng tuyệt đối không lấy oan trả ơn, hành thích bổn phụ. Đại nhân. Có lẽ bổ phụ đoan nhập nhân tính mới đề cử hắn, nhưng không thể tiếp tục sai lầm. Với chuyện si mê ngựa của hắn đối với vô sĩ trong thế tục, tuyệt đối không để mình trở thành con ngựa hại đàn, vong ân bội nghĩa. Nếu đại nhân phán đoán Thẩm Nhượng không sai chút nào, hành thích đại nhân có lẽ là ý của bản thân Vũ Tiến. Biết đâu đây chính là mục đích vượt ngục của hắn. Có khả năng này. Nếu hắn có thể chịu tội cho Thẩm Nhượng, hắn sẽ quyết định liều mạng hành thích bổn phụ. Bổn phụ có thể khẳng định Thẩm Nhượng không biết chuyện này. Bằng hữu, ra đi. Tứ quân, là thuộc hạ đi. Ngươi còn dám đến gặp ta? Ai kêu ngươi nói những chuyện đó cho tiểu điệp biết? Tứ quân không chịu nghe lời khuyên, Vũ Tiến mới ra hạ sách này. Chỉ cần bao đại nhân không điều tra ra, những chuyện đó cả đời tiểu điệp cũng không biết. Vậy mà ngươi nói hết cho mũi ấy biết, thật ra người có ý định gì chứ? Tướng quân, bao đại nhân có lẽ sẽ điều tra ra đó. Người nói như vậy là có ý gì? Tại vì còn có một chứng cứ không thể nào chối cãi được. Chứng cứ gì? Thuộc hạ suy nghĩ rất lâu, chứng cứ bất lợi cho tướng quân duy nhất chính là sổ sách mua bán chiến mã. Vậy thì sao chứ?
Có ai biết được giá cả thật sự của số ngựa đó? Người buôn ngựa biết đó. Trong 3 năm qua, ít nhất ngươi đã thay đổi mười mấy buôn ngựa. Có ai còn nhớ rõ ràng như vậy? Chiếu theo quy tắc trong nghề của buôn ngựa, họ phải ghi chép chuyện liên quan đến giao dịch như ngày tháng, số lượng, số tiền, kể cả tiền hối lộ, trong sổ sách mua bán ngựa của bọn họ. Buôn ngựa phân tán khắp nơi, ai có thể tập trung hết họ lại? Mã Bàng. Mã Bàng? Tại sao xưa nay ta chưa từng nghe nói? Đó là một tổ chức giang hồ. Bọn họ kiểm soát tất cả buôn ngựa. Vì muốn thu lệ phí, tất cả sổ sách của bọn buôn ngựa đều phải giao cho họ tập trung quản lý. Nếu bọn đại nhân lấy được sổ sách của những người buôn ngựa, bọn họ có giao sổ sách đó ra không? Với quan phủ thì không, trừ phi là người trong giang hồ. Hơn nữa còn phải có quan hệ mật thiết với Mã Bang thì mới lấy được. Thuộc hạ suy nghĩ kỹ rồi, nhân sĩ trong giang hồ bên cạnh bọn đại nhân chỉ có Triển Chiêu. Chỉ là chưa thể xác định bọn họ đã biết cách điều tra từ Mã Bang hay chưa thôi. Chẳng lẽ Triển Chiêu đã tới Mã Bang? Hôm qua hắn đã xuất thành rồi. Hả? Vậy thì càng không thể sai được rồi. Từ Thương Châu đến Mã Bang lui tới chỉ cần 2 ngày. Hèn chi Lý Toàn nói trong 2 ngày hôm nay bao đại nhân sẽ lấy được chứng cứ. Bao đại nhân muốn công tôn sách đến quân bộ xem xét sổ sách văn thư, thì ra họ đã nhắm vào điều này. Mục tiêu này đã âm thầm tiến hành rồi. Nếu đối chiếu sổ sách của cả hai bên, tướng quân không thể phủ nhận được rồi. Tướng quân mau rời khỏi Thương Châu đi. Không, ta đã nói ta không rời khỏi đây rồi. Vậy thuộc hạ sẽ ngăn cản Triển Chiêu, quyết không để cho hắn ta đưa sổ sách về đây. Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Nếu như ta ra tay, giống như đã nhận tội đó, không kịp nữa rồi. Ngươi mau rời khỏi Thương Châu, không cần phải ở lại đây, để tránh hy sinh vô ích. Tướng quân cho mời các huynh đệ. Xin mời đại đương gia. Bái kiến đại đương gia. Các huynh đệ miễn lễ. Nam hiệp Triển Chiêu, quan lâm Mã Bang, nhưng Mã Bang lại bày trận này, xin các hạ đừng lấy làm lạ. Triển Chiêu mạo muội tới đây, xin đại đương gia thông cảm. Khách sáo rồi. Triển hội về đến Mã Bang có gì chỉ giáo? Cho phép Triển mổ mạo muội hỏi một câu. Mã Bang giống là Bạch đại đương gia chủ sự. Bạch lão đại công thành thân lui, cao lão quy ẩn rồi. Nhờ các huynh đệ yêu mến, ta tiếp quản đương gia rồi. Xin tha tội cho Triển mổ, dám hỏi đại đương gia tôn danh quý tánh. Âu Dương Xuân. Bất hiệp Âu Dương Xuân. Đó là bằng hữu trên giang hồ xem trọng Âu Dương Xuân này thôi. Nhưng Nam Bắc song hiệp, hôm nay cuối cùng đã có duyên gặp nhau. Dựa vào điểm này, có điều gì cần đến Mã Bang, các hạ cứ nói. Âu Dương huynh quả nhiên hào phóng. Hôm nay Triển mổ tới đây có một chuyện thỉnh cầu, muốn mượn sổ sách của Mã Bang thôi. Triển Chiêu, điều này đã phạm đại kỵ của Mã Bang. Triển mổ biết chứ?
nhưng không còn cách nào khác. Xin các vị thành toàn. Đại đương gia, 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 đại đương gia. Rõ ràng các hạ biết đây là quy tắc của Mã Bang, tại sao lại còn muốn mượn vậy? Triển Chiêu đang giúp Bao đại nhân điều tra vụ án mua bán chiến mã, cần phải đối chiếu sổ sách của Mã Bang. Triển Chiêu, trên giang hồ ai cũng biết hoàng thượng phong các hạ làm ngự tiền tứ phẩm đế đạo hộ vệ, cũng biết các hạ đang giúp Bao đại nhân ở phủ khai phong. Nhưng Mã Bang này xưa nay không có quan hệ gì với quan phủ, cũng không cần nể mặt quan phủ. Điều đó tất nhiên, nhưng hôm nay Triển Mỗ tới đây là với thân phận người trong giang hồ. Được, nếu là người trong giang hồ, chúng ta sẽ làm theo quy tắc giang hồ. Chỉ cần làm cho hàng ngàn huynh đệ của Mã Bang tâm phục khẩu phục, Âu Dương Xuân này quyết định cho mượn sổ sách. Vậy phải làm sao các huynh đệ mới tâm phục khẩu phục? Thắng được đao thép cửu hoàng của tại hạ. Nam hiệp bắc hiệp trên giang hồ đều nổi tiếng, nhưng chưa từng giao đấu. Hôm nay quả là cơ hội hiếm có. Nhưng tại hạ không muốn so tài với Âu Dương huynh. Không đánh cũng được. Hai ta có thể bỏ binh khí xuống để uống rượu trò chuyện, nhưng sổ sách thì không thể cho mượn rồi. Xem ra hôm nay không đánh không được rồi. Hai ta không có thù oán, không cần liều mạng với nhau. Nhưng vì danh tiếng của đôi bên, tôn nghiêm của Mã Bang, không thể đến điểm là dừng. Xem ra chúng ta chỉ còn cách liều mạng với nhau. Được rồi. Thảo nào bằng hữu trên giang hồ xin các hạ là nam hiệp. Các hạ là đối thủ mạnh nhất tại hạ đã từng gặp. Bắc hiệp Âu Dương Xuân cũng là danh bất hư truyền. Với thân thủ của hai ta, e rằng có đánh một ngày một đêm cũng không phân cao thấp. Nhưng tại hạ phải phân thắng bại trong ngày hôm nay. Xin mời. Khoan đã, tại hạ thật sự không hiểu phần sổ sách đó đối với các hạ quan trọng gì à? Tại hạ có lý do phải lấy bằng được. Được rồi, tại hạ xin nghe lý do của các hạ. Đánh cũng chưa muộn. Nam hiệp Triển Chiêu đầu quân quan phủ, khiến bằng hữu trên giang hồ rất khó hiểu. Thì ra điều này còn có chuyện như vậy. Nếu không cảm động bởi tinh thần vì nước vì dân của Bao đại nhân, sao Triển Chiêu lại cam tâm tình nguyện góp sức cho triều đình chứ? Nhưng các hạ từ bỏ ngày tháng trường kiếm trên giang hồ có xứng đáng không? Xứng đáng. Người học võ chúng ta, điều mong muốn chẳng qua là trừ gian diệt ác, phò yếu tế bần, đi theo Bao đại nhân, tại hạ có thể phát huy hoài bão của mình, xứng đáng vì Bao đại nhân, vì sinh linh trong thiên hạ, vì lê dân bá tánh còn xứng đáng hơn. Nghe các hạ nói như vậy khiến tại hạ hổ thẹn vô cùng. Đều là người trong giang hồ, nhưng tại hạ lại đặt hết tinh thần vào Mã Bang. Tuy Mã Bang là bang phái giang hồ, nhưng xưa nay không làm chuyện phi pháp,
Thậm chí vì có Mã Bang, chuyện mua bán ngựa đã trở nên có quy tắc. Mua bán buôn ngựa từ đó cũng bảo đảm hơn. Nhưng sổ sách không được truyền ra ngoài, đây cũng là quy tắc của Mã Bang. Âu Dương huynh, Mã Bang ngoài chuyện chiếu theo sổ sách thu ít phí tổn, đồng thời còn có tác dụng xúc tiến mua bán. Giá cả mua bán, thậm chí là tiền hoa hồng đều được ghi chép rõ ràng. Nếu điều này truyền ra ngoài, buôn ngựa còn tin tưởng nữa không? Âu Dương huynh, sổ sách Mã Bang là chứng cứ mà Triệu Mẫu đang cần. Vậy hy vọng Âu Dương huynh có thể giúp đỡ một tay cho mượn sổ sách Mã Bang. Triệu Mẫu hứa với huynh, sau khi đối chiếu lập tức hoàn trả. Ngoài vụ việc này ra, tuyệt đối không thố lộ nội dung ra ngoài. Được, nếu Nam Hiệp Triển Chiêu góp chút sức lực cho triều đình bá tánh, sao Âu Dương Xuân này không làm được chứ? Đa tạ Âu Dương huynh giúp đỡ hết mình. Trong tay nại đó là sổ sách liên quan đến Mã Quân Thương Châu. Thầy hãy dùng thân phận để đương gia Mã Bang cho các hạ mượn, dùng xong phải lập tức hoàn trả. Đa tạ Âu Dương huynh, đa tạ huynh đệ Mã Bang. Tiễn khách. Mã Bang cung tiễn Triển Hiệp. Hẹn ngày tái ngộ. Bao đại nhân Khai Phong phủ công chính nghiêm minh, Nam Hiệp Triển Chiêu trung can nghĩa đảm. Âu Dương Xuân tự ý cho mượn sổ sách, đã vi phạm ban quy Mã Bang, từ nay sẽ từ chức đại đương gia, rút khỏi Mã Bang mãi mãi. Lục Châu, muội ra ngoài đi. Tiểu thư, ta có chuyện muốn nói với tướng quân, ta không muốn muội ở đây. Dạ. Huynh không chịu đi thật sao? Những lúc Bao đại nhân chưa có chứng cứ của huynh, huynh mau rời khỏi Thương Châu đi. Sau khi Triển Chiêu về đến Thương Châu thì Bao đại nhân đã có chứng cứ rồi. Lần này Triển Chiêu làm việc công là bất đắc dĩ. Bất kể thế nào, muội cũng không được trách Triển Chiêu. Muốn trách thì hãy trách huynh. Từ biệt lần này, có lẽ chúng ta mãi mãi không được gặp lại rồi.
Muội nhớ bảo trọng. Ca, ca ca. Tiểu Điệp, muội mãi mãi là muội muội thương yêu nhất của huynh. Ca ca. Khải bẩm đại nhân, quân sĩ phải đến phủ chỉ huy hồi báo Thẩm Dượng đã rời khỏi phủ đệ, đang đi về hướng trại ngựa. Thông báo cho người canh giữ ở trại ngựa bí mật chú ý hành động của hắn, tuyệt đối không được manh động. Dạ. Đại nhân, chẳng lẽ Thẩm Dượng muốn bỏ trốn? Ngựa quý hắn yêu thương nhất ở trại ngựa chỉ có Bạch Long, hắn không nỡ từ bỏ mấy con ngựa khác. Theo bổn phủ suy đoán, tuyệt đối hắn không bỏ trốn. Vậy thì mục đích hắn đến trại ngựa để làm gì chứ? Thưa ngài, Thẩm Nhượng cũng thường đến trại ngựa, không lạ chút nào. Trong lúc này tuyệt đối không được vội vàng làm rối trình tự. Nếu hắn có hành vi tiến xa hơn một bước, mới ưng phó cũng chưa muộn đâu. Dạ, học trò hiểu rồi. Bạch Long ơi Bạch Long, thật ra ta muốn cho ngươi một người chủ tốt. Bây giờ chắc là không được như ý muốn rồi. Điều này phải xem số mệnh của ngươi thôi. Người đâu? Tướng quân có gì căn dặn? Đưa mấy con người quý vũ tiễn đã giấu qua đây, sau đó đều đưa về quân bộ mã quân. Dạ. Đại nhân, Thẩm Dượng đang đưa người quý về trại ngựa rồi. Đại nhân, chắc là hắn muốn bỏ trốn, chúng ta mà bắt hắn đi. Không nên hoảng loạn, hãy nghe bổ phủ điều phái. Trước Long Triệu Hổ. Có thuộc hạ. Hai người dẫn theo binh mã đến bên ngoài trại ngựa, phong tỏa lối ra. Đợi bổn phủ đến đó lập tức xuất phát, không được chậm trễ. Dạ. Dương Triều Mã Hán. Dạ. Chuẩn bị xa mã, theo bổn phủ đến trại ngựa. Dạ. Dạ. Công tôn tiên sinh. Có học trò. Tiên sinh ở lại dịch quán để chờ Triệu Hồ về. Sau khi xác nhận sổ sách đúng là như vậy, kêu hắn lập tức đến trại ngựa hợp mặt với bổn phủ ở đó. Học trò tuân lệnh. Người trốn khỏi đại lao sao? Không sai, ta cố tình chờ người ở đây. Đợi ta làm gì? Giao sổ sách ra. Người biết rồi sao? Rõ ràng người biết ta sẽ không giao cho người mà. Vậy thì người hãy giết ta đi. Người không phải là đối thủ của ta. Tại sao phải làm như vậy? Ta không cho phép người tổn thương ông ấy, trừ khi ta chết. Không phải ta muốn tổn thương hắn, là bản thân hắn ta. Ta không lo lắng gì nữa. Không giao sổ sách ra thì rút kiếm ra đi. Ta không muốn giết người. Không do người quyết định đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ra tay đi. Ta đã nói ta không muốn giết người. Hãy tự lo đi. Sao chưa có động tĩnh? Tại sao muội ở đây? Huynh không đến tìm muội, muội chỉ còn cách tìm huynh. Huynh, huynh vì Diệt Công đúng không? Phải liên quan đến ca ca muội không? Đúng vậy. Huynh ấy phạm pháp rồi sao? Chứng cứ nói như vậy đó. Tiểu thư, đại nhân, đối với chuyện này ông ấy nói sao? Nếu như có chứng cứ
huynh ấy khó thoát hình phạt. Ông ấy sẽ xử thế nào? Xem thường dân pháp, tôi không đáng chết. Nhưng sai khiến giết người, tội chết khó thoát. Tiểu thư, Triển công tử, công tử không thể giúp đỡ sao? Huynh ấy là ca ca muội. Huynh biết. Huynh ấy là người thân duy nhất trên cõi đời này. Huynh biết. Nếu như chúng ta thành thân, huynh ấy cũng là người thân của huynh. Chẳng lẽ huynh không giúp đỡ được sao? Điều này do Bao đại nhân quyết định. Huynh có thể cầu xin Bao đại nhân không? Bao đại nhân công tư phân minh, quyết không dị tình. Vậy huynh có thể không giao chứng cứ cho ông ấy không? Huynh không thể. Muội cầu xin huynh, muội thay mặt ca ca xin huynh đó. Muội xin huynh, nếu có thể miễn tội chết cho huynh ấy, muội đồng ý thay huynh ấy chấp nhận mọi hình phạt. Muội xin huynh. Đừng ép huynh nữa, xin huynh vô ích mà. Huynh ấy đã phạm pháp, không ai cứu được đâu. Nếu như huynh ấy thoát được chế tài của quốc pháp, những người mất mạng vì huynh ấy phải nói thế nào đây? Ai sẽ xin tội cho họ? Có thể xin lại mạng sống của họ không? Không kịp rồi. Nhưng huynh ấy là ca ca muội. Huynh ấy là ai thì có gì khác biệt chứ? Huynh cũng như muội không muốn thấy kết quả này đâu. Bao đại nhân cũng không muốn, nhưng bọn huynh không thể làm khác được, muội hiểu không? Không. Nếu quốc pháp có thể vì ai đó mà khác đi, trên đời này còn có công lý và chính nghĩa gì nữa chứ? Nếu vì chúng ta cầu xin mà thay đổi, làm sao chúng ta đối mặt với bản thân? Làm sao có thể không thẹn với lòng để sống tiếp chứ? Kết quả như vậy đúng là khiến người ta đau khổ, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đừng cầu xin huynh nữa, cũng đừng đến cầu xin Bao đại nhân, không có tác dụng đâu. Quỳnh biết. Quỳnh biết vì điều này muội sẽ mất đi người thân duy nhất trên đời này. Quỳnh cũng biết, cũng có khả năng vì điều này mà Quỳnh sẽ mất muội. Ha ha ha.
Tiểu Điệp, nếu muội muốn huynh có thể làm người đường đường chính chính, có thể lý trực khí tráng mà sống, đừng giết ca ca muội mà cầu xin ai nữa. Về phủ đi. Có đem sổ sách gì không? Đem về rồi. Công tôn tiên sinh cũng xem rồi, đồng thời xác nhận đúng như vậy. Tốt lắm, vất vả rồi. Trên đường có được thuận lợi hay không? Vũ Tiến cản đường, muốn đoạt lại sổ sách. Thì ra hắn đã biết hậu vệ đến Mã Bàn lấy chưng cư. Thảo nào hắn phải vượt ngục. Hiện giờ hắn ở đâu? Chết với lưỡi kiếm của thuộc hạ rồi. Đang thường cho hắn vì sự ngu trung. Bây giờ đã có chứng cứ, có thể đến trại ngựa bắt giữ Thẩm Nhượng về quy an rồi. Đại nhân, Triển hộ vệ có gì cứ nói. Có thể cho Triển Chiêu đi trước không? Cũng được, bổ phụ sẽ đến ngay. Tạ đại nhân. Cho Triển hộ vệ một chút thời gian, đội ngũ lát nữa hãy xuất phát. Dạ. Cho hắn vào đi. Bạch Long đúng là một con ngựa tốt hiếm có. Ô Truy, Hoàng Tiêu, Xích Thú, chúng đều là đời sau của danh mã. Hơn nữa, vàng kim khó cầu. Thẩm Nhượng này may mắn biết mấy, có thể cùng lúc sở hữu chúng. Người thích ngựa trên đời này, có ai có được vinh hạnh này? Tại sao huynh không rời khỏi Thương Châu? Một mình ngươi tới đây à? Lát nữa bao đại nhân sẽ tới. Ta hỏi huynh thêm một lần nữa, rõ ràng huynh đã biết là kết quả này, tại sao còn ở lại đây để chờ bị bắt? Tại sao không rời khỏi Thương Châu? Rời khỏi Thương Châu thì sao chứ? Từ bỏ số người quý này. Nếu huynh không chịu rời khỏi đây thì không nên để Vũ Tiến đi tìm ta. Hắn chết rồi. Hắn là thuộc hạ tốt. Tiếc là hắn đã theo lầm người, làm việc sai trái. Hắn là bằng hữu, giống như ngựa, trung thực đáng tin cậy duy nhất. Bằng hữu chỉ có thể tôn trọng nhau chứ không thể sở hữu.
Bây giờ ngươi định làm sao? Tiếp tục trò chuyện với ta, hay là sau khi Bao đại nhân tới đây, biết đâu huynh có thể thẳng tay liều với ta? Lần này không phải là tỷ thí so tài, đến điểm là dừng. Kết quả e rằng không như ngươi mong muốn đâu. Chứng minh cho ta xem đi. Được, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Tiến nói không sai, ta nên đánh trên lưng ngựa với hậu vệ. Vũ Tiến cũng nói với ta, dựa vào đại đao trên lưng ngựa của huynh nhất định sẽ thắng ta. Đây chính là đạo lý kiêu binh thất bại. Ta không chịu nghe lời hắn. Chính vì ta không thể thoát khỏi kiêu ngạo của người học võ. Huynh có cơ hội để thử một lần nữa. Đừng để kiêu ngạo của ngươi hại ngươi đó. Ta chỉ muốn huynh biết, đánh trên lưng ngựa huynh chưa chắc thắng. Lục Châu, nhanh hơn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Nhanh lên. Ngựa ta cởi là Bạch Long, với ngươi không công bằng. Ngươi có thể chọn một con ngựa quý để làm ngựa của mình. Không cần đâu. Lên đi. Hey!
Quynh ở trên lưng ngựa, quả nhiên không ai địch lại. Nhưng không địch lại, quốc pháp vô tình. Bao đại nhân, đây là số ngựa mà ngươi không màng mất mạng, mất cả gia tài để mà đổi lấy. Xin hỏi bao đại nhân có thích ngựa hay không? Bố phủ dù sao cũng là văn quan, đôi với ngựa không tiếp xúc nhiều. Vậy thì bao đại nhân khó mà hiểu được tình cảm giữa người với ngựa. Bố phụ có thể phân biệt thị phi đúng sai, chánh tà thiện ác. Thị phi đúng sai, chánh tà thiện ác chỉ là phán đoán của con người. Con ngựa, nếu đại nhân tốt với nó sẽ tốt với đại nhân. Tuy đại nhân sai khiến, cúi đầu nghe lệnh. Nếu đại nhân đối xử tệ, nó sẽ tệ với đại nhân. Rồi đánh nhục mạ cũng không cử động. Đây chính là người không bằng ngựa, ngựa so với người còn có tính tình chân thật. Nhưng mà ngươi lại vì ngựa mà phạm pháp, vì ngựa phan hình, không phải hại ngựa bất nghĩa rồi sao? Chẳng lẽ đây là đạo lý thích ngựa? Dám hỏi bao đại nhân, luận tội theo luật, Thẩm Nhượng phải chịu hình phạt gì? Xem thường dương pháp, sai khiến giết người, e rằng khó thoát tội chết. Năm xưa bố phủ đề cử ngươi, hy vọng ngươi có thể làm được hết sức mình, góp sức cho triều đình. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Thẩm Nhượng, để bao đại nhân phải thất vọng rồi. Bố phủ phải bắt ngươi về quy án, ngươi còn gì để nói không? Thẩm Nhượng nhận tội phục pháp, nhưng xin bao đại nhân hứa một điều. Nói đi. Đây đều là lương cầu thiên lý rất hiếm có. Sau khi xung công, xin bao đại nhân hãy nhớ trân trọng. Thẩm Nhượng có chết cũng không hối tiếc. Người yên tâm, bố phủ sẽ cho người chăm sóc chúng chu đáo. Thẩm Nhượng, xin thay mặt số thần câu ngựa quý này khấu tạ bao đại nhân. Bạch Long là Sài Dương gia ban tặng, xin bao đại nhân đừng xung công. Bố phủ hiểu rồi. Triển hộ vệ, Bạch Long với Tiểu Điệp giao cho hộ vệ. Thẩm Nhượng hổ thẹn với đại nhân, không có mặt mũi thọ hình, xin nhận tội tự sát. Tiểu thư. Ca ca.
một mình, muội không chịu. Đừng bỏ rơi muội, ca ca, muội không chịu. Muội đã từng cố gắng cầu xin Bao đại nhân, cầu xin Triển Chiêu, nhưng muội không ngờ trong lòng họ tình không bằng pháp, pháp bất dung tình. Muội không thể giữ lại mạng sống cho ca ca. Muội bất tài, xin ca ca tha tội. Ca ca, ngày mai ở đây không còn là nhà của chúng ta nữa. Muội sẽ mang linh dị của huynh về quê nhà. Chúng ta sẽ ở đó, muội sẽ ở bên cạnh huynh suốt đời. Ca ca biết không, ca ca là người thân duy nhất của muội. Muội cảm kết huynh 20 năm qua đã chăm sóc muội. Bắt đầu từ hôm nay, ca ca không còn ở bên cạnh muội nữa. Muội sẽ chăm sóc tốt bản thân, xin ca ca yên tâm. Huynh hãy ra đi thông thả, ở đây tiểu điệp sẽ tiễn biệt huynh. Từ khi muội gặp Triển Chiêu, muội cứ tưởng điều này do trời định, nhưng muội không ngờ được gặp nhau trong biển người mênh mông, điều đổi được là kết cục đau khổ như vậy. Tuy là Triển Chiêu đã có ơn với muội, nhưng kết cục ngày hôm nay muội vừa không thể hận huynh ấy, nhưng cũng không thể yêu huynh ấy. Nếu huynh ấy muốn sống không thẹn với lòng, vậy thì tiểu điệp cũng phải sống không thẹn với lòng. Điều duy nhất tiểu điệp có thể làm được chính là đứng trước linh dị của ca ca, thề với ca ca, từ nay về sau tiểu điệp không gặp huynh ấy nữa.
Tiểu thư. Bây giờ không những đã vượt qua, hơn nữa mình còn được ở bên nhau hạnh phúc như vậy. Huynh đã nói với muội rồi, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Muội nhớ huynh đã nói trên đời này không có gì có thể chia cắt chúng ta. Đây là lời hứa của huynh, huynh nhất định làm được. Lục Châu, muội đừng dìu ta nữa. Tiểu thư, tiểu thư không thể không có người dìu mà. Không phải, ta muốn để Triển công tử một mình dìu ta. À, dạ. Cẩn thận nha. Bao đại nhân công tư phân minh, không vì tình riêng. Vậy huynh có thể không đưa chứng cứ cho ông ấy không? Huynh không thể. Muội xin huynh, muội thay mặt ca ca xin huynh, muội xin huynh, nếu có thể miễn tội chết cho huynh ấy, muội đồng ý thay huynh ấy chấp nhận mọi hình phạt. Muội xin huynh. Đừng ép huynh nữa, xin huynh vô ích mà. Huynh ấy đã phạm pháp không ai cứu được đâu. Nếu như huynh ấy thoát được sự chế tài của quốc pháp, những người mất mạng vì huynh ấy phải nói thế nào đây? Ai xin tội cho họ? Ai có thể xin lại mạng sống cho họ đây? Không kịp rồi. Nhưng huynh ấy là ca ca muội. Huynh ấy là ai mà có khác biệt chứ? Hãy
Huynh cũng như muội đều không muốn có kết quả này đâu. Bao đại nhân cũng không muốn, nhưng bọn huynh không thể làm khác được. Nếu muội muốn huynh làm người đường đường chính chính, có thể trí trực trí tráng mà sống, đừng vì ca ca muội mà cầu xin ai nữa. Về phủ đi. Rồi sao? Đúng vậy, tiểu thư, e rằng sau này hai người không thể gặp lại nhau rồi. Thương cho người si mê ngựa như Thẩm Nhượng, dù sao hắn cũng mất mạng vì ngựa quý. Điều này cho thấy, một khi đã si mê vật chất thì không thể kiểm soát được bản thân. Chuyện đi đến Thương Châu lần này đúng là khiến người ta có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt là Triển Hộ Vệ và Thẩm Điệp, một đôi tình nhân đang tốt đẹp lại bị chia cách như vậy đó. Đây là tạo hoa trêu chọc con. Triển Hộ Vệ gặp Thẩm cô nương chưa? Cô ấy không chịu tha thứ.
Tâm trạng của cô ấy bây giờ đúng là rất khó bình an. Biết đâu sau này có duyên sẽ được gặp lại. Không, e rằng mãi mãi không thể gặp lại. Đại nhân, có thể khởi hành rồi. Truyền lệnh xuất phát. Dạ. Tại sao xe dừng lại? Đại nhân, Thẩm cô nương đang ở phía trước. Đi đi. Tiểu Điệp, đi với huynh đi. Muội có thể chọn bất cứ nơi nào mà muội đến, để huynh chăm sóc muội, ở bên muội, có được không? Không. Tuy ca ca muội không phải chết dưới tay huynh, nhưng không bao giờ muội quên chuyện huynh không cứu huynh ấy. Trong ngày tháng sau này của muội, không thể mỗi ngày đối mặt với huynh, trong lòng không ngừng nói với bản thân, cái chết của ca ca có liên quan tới huynh. Cho nên muội không thể đi với huynh. Hôm nay muội đến là để giao Bạch Long cho huynh, mong huynh đối xử tốt với nó. Không, huynh không nhận được. Đây là di nguyện của ca ca muội. Di nguyện của ca ca muội là giao cả muội cho huynh. Không, muội không thể đi với huynh. Nhưng muội sợ huynh sẽ quên muội. Bạch Long đi theo huynh có thể khiến huynh luôn nhớ đến muội. Nó ở bên cạnh huynh giống như muội đang ở bên cạnh huynh, có thể ở bên huynh mãi mãi.